Review cả thế Thử giới. thách review đồ ăn vợ nấu. Cái này là top mở rắc muối ớt. Thực ra là định làm để ăn đó, nhưng mà nó hơi cháy nên bảo mình review. Nói thật nha, nhạt tuyệt. Nhạt mà còn đắng nữa. Dài nữa. Ngon nha. Review cả thế giới. Ngày xưa mà xem phim Trung Quốc á, chỉ ước có một cây này để ăn thử thôi. Bây giờ có rồi nè. Trời ơi là trời, ta nói nó dai bà cổ luôn, dai chịu không có nổi mà ăn còn dính răng nữa, vị thì cũng ngọt ngọt chua chua cũng được, nhưng mà...